Muốn biết có phải là chân ái đúng người hay không á, không chỉ dựa vào chuyện là chúng ta thích người này đến nhường nào, mà phải tự hỏi nha, có thích chính bản thân của mình á khi ở cạnh họ hay không. Phải là em thích anh nhưng em cũng thích cả bản thân mình khi ở cạnh anh nữa. Một tình yêu tốt á thì sẽ không khiến chúng ta phải hy sinh bản thân nè, bản ngã nè, hay cảm thấy bất tiện đâu. Đôi khi nha, một người tệ bạc thì nên tránh xa rồi, nhưng mà một người thương mình không á thì cũng không đủ. Phải là một người thương mình nhưng bản thân chúng ta cũng phải cảm thấy thoải mái khi đón nhận tình thương đó nữa.